khác rồi. Đấy, hái như này là bán được luôn, chẳng phải sợ lại đâu. Ok. Anh cho cái đầu bằng kia nó vào thôi. Em bảo này, anh cho cái đầu bằng này vào, anh tì vào cái luống chè này phát này. Tì nhẹ vào phát như này, đấy, đúng không? Thì nó cắt nó vuông luôn này, đúng không? Đấy, hơi ấn nhẹ vào phát. Nhưng mà cái này làm rộng quá, làm to nó to nặng. Thì khi cầm mình cầm đỡ mỏi cái tay này. Nó nặng. Cầm này nó nặng lắm. Vâng. Cầm cái này thôi. Ông làm cái gì nó buộc vào cái cổ tay ấy. Thế thì cầm nó nhẹ. Này muốn nhanh thì chỉ có đi đổi công nhau rồi nhanh. Có nhà máy không đi đổi công nhau thì hái nó đúng lứa. Vâng. Nó không cái là hái từ đây lên đến đỉnh kia, tít trên đỉnh kia xong lại quay xuống đây hái là vừa. Đây đây anh ơi. Đầy quá. Đây đây rồi. Mạnh tay rồi thế nào? Đùa. Đây. Đấy,
cân nhiều hơn rồi đấy. Xong như cái khung xe này đấy ông, mình đi mình cắt lại một lượt cho nó phẳng này, sau này mình kê bao các thứ nó cũng dễ. Đấy, ông đi gạt lại một lượt. Như này nó còn có tí. Và cơ bản là mỏi ở cái chỗ mình cầm chè kìa. Cái này cái vợt này không đúng kiểu. Không đúng kiểu.